Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một ngôi chùa rất đẹp. Các bạn nhìn thấy biết ngôi chùa nào chưa? Vùng đất An Giang có rất nhiều ngôi chùa cổ kính và linh thiêng như miếu bà Chúa Xứ Châu Đốc, Tây An Cổ Tự, chùa Vạn Linh. Nhưng tại đây có một ngôi chùa đặc biệt nổi trội về kiến trúc và hoàn toàn so với các ngôi chùa khác, đó là Phước Lâm Tự, người dân quen gọi là chùa Lầu. Phước Lâm Tự hay còn được gọi là chùa Lầu, tọa lạc tại khóm Xuân Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Chùa nằm trên tuyến đường lớn, vị trí thuận lợi dễ tìm. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đến chùa Lầu nha. Từ chạy Nhà Bàn đi về hướng Tịnh Biên theo quốc lộ 91, các bạn chạy thẳng khoảng 7 km, rồi nhìn bên tay phải có hẻm chỉ vào chùa Lầu. Không gian chùa rất rộng rãi, thoáng mát. Xung quanh là một công viên hoa thu nhỏ với nhiều loại cỏ cây hoa lá để tạo điểm xanh cho chùa. Sư cô tại đây đã trồng nhiều loại cây đẹp. Vì vậy, du khách An Giang ghé thăm chùa, mọi người sẽ cảm giác hòa mình với thiên nhiên. Bây giờ các bạn hãy cùng mình đi vào bên trong để khám phá ngôi chùa này nha. Chúng ta đang bước lên những bậc thang để lên trên lầu nha các bạn. Từ trên đây nhìn xuống phía dưới, thấy mọi khung cảnh rất đẹp. Chúng ta tiếp tục lên tầng trên xem như thế nào nha các bạn. Đây là tầng trên cùng. Ở đây chúng ta thấy chánh điện, nơi thờ cúng cho du khách hành hương và du lịch. Đây là khung cảnh xung quanh tầng trên cùng của chùa Lầu. Chúng ta đang đi đến tượng Quan Âm. Xung quanh tượng Quan Âm chúng ta thấy hồ sen. Theo sư chủ trì chùa Lầu, ngôi chùa này có tuổi đời hơn 130 năm. Năm 2009, chùa được xây mới với kinh phí do các Phật tử đóng góp. Còn đây là chiếc cầu dây được bắc dài qua khuôn viên chùa Lầu. Các bạn trẻ thường đến đây để chụp ảnh. Còn đây là hình ảnh cái cây được trang trí rất đẹp. Chúng ta đang xem lại hình ảnh rất đẹp của ngôi chùa Phước Lâm Tự hay còn gọi là chùa Lầu. Như vậy là chuyến khám phá chùa Lầu đã kết thúc. Hẹn gặp các bạn trong video du lịch lần sau. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để nhận được video khám phá những cảnh đẹp nha. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.